Kính chào quý vị đến với bản tin văn hóa và nghệ thuật với Thùy Nga, và mở đầu bản tin hôm nay là một bản tin từ London. Kính thưa quý vị, người Anh đang phát số trước những bước chạy nhanh như tia chớp của Usain Bolt, và đối với cả thế giới, anh đã trở thành một biểu tượng. Tại Thế vận hội London năm 2012, có hai lực sĩ được coi là trung tâm của sự chú ý từ khi Thế vận hội còn chưa khai mạc. Thứ nhất là Michael Phelps và thứ hai là Usain Bolt. Cũng thật dễ hiểu bởi bơi lội và điền kinh là hai môn thể thao Olympic quan trọng nhất. Và không phụ lòng người hâm mộ, Phelps là huyền thoại sống của Olympic khi lập kỳ tích với 18 huy chương vàng. Chỉ sau Phelps một ngày, Usain Bolt cũng đã bước thêm một bước để trở thành một trong những lực sĩ vĩ đại nhất lịch sử Olympic theo cách của anh, 9.63 giây trên đường chạy 100 thước. Usain Bolt một lần nữa chứng minh anh là người đàn ông nhanh nhất hành tinh. Usain Bolt không chỉ là người hùng của Jamaica, anh đã trở thành biểu tượng toàn cầu, đặc biệt được yêu mến từ xứ sở sương mù. Hình ảnh của Bolt đã trở nên quen thuộc với những người dân London, thậm chí đã có tới 19.4 triệu người Anh theo dõi màn thi đấu của anh qua truyền hình trên đài BBC, một con số kỷ lục. Người Anh đã rất lo lắng cho anh khi đã 4 năm trôi qua kể từ khi anh giành chiến thắng ở Bắc Kinh. Họ sợ anh sẽ không thể nhanh như trước nữa, nhưng Bolt đã chứng minh điều ngược lại. Anh bây giờ thậm chí còn nhanh hơn, mặc cho đã già đi 4 tuổi. Dù vẫn được đánh giá là ứng cử viên nặng ký nhất, nhưng thành tích 9.63 giây của anh vừa lập vẫn làm cho mọi người phải kinh ngạc. Các trang báo số ra những ngày qua dày đặc hình ảnh của Bolt. Truyền hình nói về anh suốt cả ngày. Dù Andy Murray vừa giành chiến thắng trước Roger Federer trong trận chung kết tennis đơn nam và mang về chiếc huy chương vàng lịch sử, kỳ tích và những bước chạy của Bolt ở sân Olympic hôm Chủ nhật mới là chủ đề chính của những cuộc nói chuyện ở quán cà phê, quán bar, ở ga tàu điện ngầm hay bên bờ sông Thames. Trừ trước lễ khai mạc Olympic năm 2012, hình ảnh của Bolt đã xuất hiện khắp nơi, từ những chiếc xe bus, xe taxi hay tòa nhà quốc hội. Người Anh vốn rất yêu quý Bolt và bây giờ họ càng hạnh phúc khi anh chiến thắng. Chiến thắng của Bolt sẽ là thành tích tuyệt vời nhất của cả đất nước Jamaica khi năm nay họ kỷ niệm 50 năm giành độc lập từ chính Vương quốc Anh. Trên đường phố London, những người Jamaica đã ăn mừng suốt đêm với nhạc và những điệu nhảy sôi động đầy màu sắc. Olympic lần này đã đưa Michael Phelps lên tầm huyền thoại và bây giờ là những bước chạy thần kỳ của Usain Bolt. Và kính thưa quý vị, tin từ Randa, trong nỗ lực bảo tồn loài thiên nga mỏ đen vàng quý hiếm, từ nhiều năm nay, các nhà điều cầm học ở Latvia đã tiến hành gắn nhãn đánh dấu vào cơ thể chúng để có thể theo dõi số lượng của loài vật này. Trong 10 năm qua, nhà điều cầm học Dimitris Boyko cùng các tình nguyện viên đã theo dõi và gắn nhãn cho thiên nga mỏ đen vàng sống trong vùng Randa của Latvia. Thời gian tốt để thực hiện công việc này là cuối tháng 7, bởi đây là lúc thiên nga còn chưa biết bay. Mỗi con thiên nga sẽ được gắn một vòng kim loại nhỏ có số riêng vào chân và dải băng màu xanh vào cổ. Chúng còn được đo đạc và cân trọng lượng cơ thể trước khi được thả về trong môi trường tự nhiên. Theo Boyko, hoạt động này góp phần đáng kể vào việc tìm hiểu lộ trình di trú, vùng ngủ đông, khu vực làm tổ cũng như tỷ lệ tử vong và tuổi thọ của loài thiên nga mỏ đen vàng. Hiện số lượng của loài chim này đang phát triển rất tốt. Và kính thưa quý vị, tin từ Sydney, tại Úc Đại Lợi, một con cá voi lưng gù và đứa con nhỏ đã bị thương trong vụ va chạm với chiếc phà gần cảng Sydney, theo tin đưa trên truyền hình địa phương. Theo lời kể của các nhân chứng, những con cá voi bị thương khá nặng. Con cá voi này được nhìn thấy vào hôm thứ Hai vừa qua với một vết thương dài 80cm, tương đương với 2.7 feet, vết thương ở gần vây lưng của nó. Chiếc phà Collaroy khi theo hành trình từ Sydney tới bãi biển ở vùng ngoại ô Manly đã hút phải những con cá voi. Như tuyên bố của ông Richard Ford, nhân viên trung tâm theo dõi cá voi và là người chứng kiến những gì đã xảy ra, thì thủy thủ đoàn của chiếc phà đã không thể tránh được vụ va chạm. Cá voi mẹ bị thương và con nó đã rời vịnh. Mặc dù bị thương nghiêm trọng nhưng cá voi vẫn di chuyển khá nhanh. Đại diện cơ quan môi trường và di sản văn hóa Australia thông báo, chiếc phà đã được thu hồi và tạm ngưng hoạt động trong khi đang sửa chữa. Và kính thưa quý vị, tin từ Mexico City, hàng trăm người đam mê xăm mình đã tập trung tại Trung tâm Thương mại Thế giới của Mexico City để tham dự hội chợ xăm mình nghệ thuật Tattoo Art Mex 2012. Hội chợ tập hợp hàng chục nghệ sĩ xăm mình Mexico cũng như trình diễn những sửa đổi của cơ thể, các bức tranh nghệ thuật cơ thể và graffiti. Bên cạnh đó, hội chợ còn có chương trình nhạc sống và trưng bày xe hơi, xe tải và xe máy được trang trí đầy màu sắc. Consuelo Rodriguez, một người dân địa phương đã xăm được hình đầu tiên của mình tại hội chợ,
Cô cho biết cô đã chọn một hình bông hoa bởi vì nó đại diện các khía cạnh tích cực trong cuộc sống của cô. Cô nói Summer đại diện cho cuộc sống của cô, một bông hoa hồng, đó là một trong những loại hoa yêu thích của cô vì cô yêu hoa. Với cô, nó đại diện cho cuộc sống với những điều tốt nhất và hạnh phúc. Trong dịp này, hàng chục người tham dự hội chợ đã có được sâm hình mới, sửa đổi những sâm hình cũ, hoặc chỉ biểu diễn những gì mà họ đã có. Danny Ayala, một người mẫu có rất nhiều hình sâm đến từ Austin, Texas, cho biết niềm đam mê nghệ thuật sâm hình của cô đã bắt đầu từ khi cô còn là một cô gái trẻ và nó nở rộ khi cô lớn lên. Ayala nói kể từ khi cô còn là một cô bé, cô luôn biết những gì cô sẽ trở thành. Mỗi lần cô vẽ một hình ảnh về chính bản thân mình, cô luôn trang trí sâm hình và xỏ lỗ tai. Cô nghĩ rằng nó bắt đầu từ mẹ của cô. Cô đã nhìn thấy một sâm hình trên bụng của mẹ khi cô còn rất nhỏ, khoảng 5 tuổi. Kể từ đó, cô đã hoàn toàn bị mê hoặc. Cô có sâm hình đầu tiên vào lúc 18 tuổi và nó đã đốt cháy một ngọn lửa trong cô và cô không thể dừng lại. Nghệ sĩ sâm hình nghệ thuật Alfredo Garcia, được biết đến với tên là Dior, nói nghệ thuật sâm hình đã vượt qua sự kỳ thị trước đây và bây giờ mọi người từ tất cả các lĩnh vực của xã hội đã quan tâm đến việc có được một sâm hình. Garcia nói bây giờ trong studio của họ, họ chào đón rất nhiều khách hàng là những người lớn tuổi, bà ngoại hay là cha. Sâm hình đang trở nên phổ biến hơn, nó không chỉ đơn giản là một sâm hình, một dấu hiệu trên cơ thể. Đối với nhiều người nó còn có ý nghĩa quan trọng và họ muốn có nó như là một phần của cuộc sống của họ. Cho dù đó là một ý tưởng, một kỷ niệm, một người, một câu chuyện nào đó, hay chỉ là những thiết kế mà họ thích, chỉ cần họ cảm thấy nó làm cho họ trông tốt hơn. Trong số những người tham dự hội chợ là Maria Jose Cristerna, nổi tiếng là người phụ nữ ma cà rồng của Mexico, cô được bao phủ với các sâm hình và thậm chí đã thêm vào những chiếc răng nanh, cấy ghép sừng Titan và xỏ hơn 30 lỗ trên cơ thể của mình. Các nhà tổ chức sự kiện ước lượng có khoảng 20.000 người tham gia hội chợ vào cuối tuần vừa qua. Và kính thưa quý vị, tin từ mạng tư khoa, nữ ca sĩ Madonna lên tiếng kêu gọi luật pháp Nga khoan hồng cho 3 thành viên trong nhóm nhạc Pussy Riot của Nga. Nhóm nhạc này đang phải hầu tòa và đối mặt với mức án là 7 năm tù sau khi hát một bài nhạo báng Tổng thống Vladimir Putin. Ngày 21 tháng 2, ba cô gái Nadezhda Tolokonnikova, 23 tuổi, Maria Alyokhina, 24 tuổi và Yekaterina Samutsevich, 29 tuổi, đã đeo mặt nạ vào nhà thờ ở Moscow vừa hát vừa cầu nguyện Đức Mẹ đuổi ông Putin ra khỏi nước Nga. Ngay khi nhóm nhạc này hát chưa đầy một phút thì lực lượng an ninh đã xuất hiện bắt giam họ. Cả ba bị đưa ra xét xử từ ngày 30 tháng 7 vừa qua với nhiều phiên điều trần. Nếu bị kết án có tội, họ phải đối mặt với mức án là 7 năm tù giam. Nhiều người trong làng giải trí lên tiếng kêu gọi khoan hồng cho nhóm nhạc nữ trên. Trong bức thư ngỏ đăng trên tờ The Times of London ngày 2 tháng 8, rất nhiều nhạc sĩ hàng đầu của nước Anh gồm Pete Townshend của ban nhạc The Who, Alex Capranos, Franz Ferdinand và Neil Tennant của nhóm Pet Shop Boys đã kêu gọi chính phủ Nga trả tự do cho các thành viên nhóm nhạc. Họ cho rằng mức án quá nặng và các nghị sĩ trên chỉ đấu tranh vì tự do ngôn luận. Mới đây, ca sĩ Madonna cũng lên tiếng cho biết cô đấu tranh chống lại sự kiểm duyệt của chính phủ trong suốt sự nghiệp của mình và cô luôn ủng hộ tự do ngôn luận. Vì thế, cô nghĩ rằng những gì xảy ra với Pussy Riot thực sự tồi tệ. Cô hy vọng họ không đối mặt 7 năm tù vì điều đó là thảm kịch. Và cô nghĩ rằng nghệ thuật cũng là chính trị, nghệ thuật luôn luôn phản ánh những gì đang xảy ra trong xã hội. Vì vậy, đối với cô, thật khó để tách biệt các ý tưởng nào là nghệ thuật, ý tưởng nào là chính trị. Trong khi nhiều ý kiến kêu gọi khoan hồng, thì phía Nga cũng có nhiều ý kiến đối lập nhau. Các giáo sĩ Nga coi màn trình diễn của Pussy Riot trong nhà thờ Chúa Cứu Thế đã là hành vi xúc phạm tín ngưỡng, trong khi những người ủng hộ ban nhạc này cho rằng đó là một hình thức đấu tranh đặc biệt. Họ biểu tình để ủng hộ nhóm này. Đứng trước tòa, thành viên Tolokonnikova phát biểu rằng màn trình diễn của họ không chứa đựng sự thù hằn đối với công chúng, chỉ là một trong ước liều lĩnh để thay đổi tình hình ở Nga theo hướng tốt hơn. Tổng thống Nga thì bày tỏ quan điểm cá nhân rằng việc làm của nhóm Pussy Riot không có gì tốt nhưng cũng không đáng bị xử quá nghiêm khắc. Ông hy vọng tòa án sẽ có được hướng giải quyết tốt nhất. Madonna hiện đang tiếp tục thực hiện chương trình lưu diễn mDNA để quảng bá cho album phòng thu thứ 12 cùng tên của mình. Tuy nhiên, chuyến lưu diễn này liên tục vấp phải những lời chỉ trích bởi nữ ca sĩ này chú trọng nhiều chiêu trò trên sân khấu. Mới đây, Madonna bị Elton John chỉ trích rằng sự nghiệp của bà đã kết thúc và bà đang hết thời. Sau buổi hòa nhạc ở Moscow vào hôm thứ Ba vừa qua, Madonna lên kế hoạch đến St. Petersburg trình diễn buổi hòa nhạc khác vào thứ Năm tuần này.
và kính thưa quý vị, tin từ Amsterdam. Tại Hoa Lan, các con kênh của Amsterdam đã trở thành sân khấu cho lễ hội thường niên tự hào đồng tính của thành phố. Hàng trăm ngàn người xếp hàng trên đường phố để xem các con thuyền cho những vũ công và nghệ sĩ nhạc pop. Năm nay đánh dấu kỷ niệm lần thứ 16 của lễ hội khi những chiếc thuyền được điểm tô với những người tham gia đồng tính nam, đồng tính nữ, lưỡng tính, chuyển đổi giới tính, nhiều người ăn mặc rất ít. Lễ hội năm nay được đánh dấu với sự giúp đỡ của những nghệ sĩ biểu diễn Brandy Russell và Outrageous. Họ đã hợp tác thu âm một bài hát đặc biệt cho lễ hội. Russell, người đã sáng tác, thu âm và sản xuất ca khúc này trong một tháng, cho biết rằng bài hát nói về niềm tự hào của những người đồng tính, chuyển đổi giới tính. Đó là tất cả niềm tự hào khi họ là ai mỗi ngày và họ hỗ trợ nhau để sống tự do và tin vào tình yêu. Mr. Gay, Hà Lan, Tom Gondry nói lễ kỷ niệm này rất tuyệt. Họ tự hào về giới tính của mình. Lễ kỷ niệm thường diễn ra ở đường phố trên toàn thành phố cho đến đêm. You know, proud of who you are every day and supporting each other to live free and believe the belief in love. Vâng, và kính thưa quý vị, vừa rồi là bản tin văn hóa và nghệ thuật với Thùy Nga. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào những bản tin ngày mai.